Rồi xin chào các bạn nha. Chào mừng các anh em đã quay lại kênh Di động Hồ Phúc của mình nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình thì 0355 356 356 nha anh em. Mình ở các tỉnh Lâm Đồng nha. Bên mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ mới nha anh em. Anh em ở gần nhà thì cứ lên thẳng ngay vòng xoay Phước Cát là gặp mình nha. Quy định mua máy bên mình là anh em vui lòng cọc trước cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu và những máy trên 1 triệu thì anh em cọc 100.000. Hoặc là anh em chuyển khoản bằng hình thức nào cũng được nha anh em. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc tới nơi anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền còn lại cho shipper và cầm thêm phí ship cho mình nha. Máy trong clip thì mình không có bao gồm cục sạc nha, chỉ ký gồm cho anh em với dây sạc và dán cơ lực cho anh em. Máy thì bao test 1 tuần và bao đổi trả 1 tháng nha, lỗi là đổi không lành tay nha. Anh em nào mà ưng cái máy đó thì mình thích sửa chữa thì mình sửa lại, còn không thì mình sẽ đổi mới cho anh em. Rồi ok, không dài dòng lanh tanh nữa, mình sẽ giới thiệu máy hôm nay cho anh em. Mình có một con Mi 6A nha anh em. Con này là con Mi Redmi 6A của Xiaomi. Con này cái lưng sau nó hơi cũ á, mình dán lại cái lưng sau rồi. Máy rất là đẹp nha. RAM con này RAM 2, bộ nhớ 16 hay là sao nên coi kỹ lại coi tình lý qua. RAM 2 16 nha anh em, màn hình 5.45 và pin con này là 3000 nha. Máy thì full chức năng, màn đẹp, kính đại dán lực cho anh em rồi. Đó, full ring nha. Con này để em 950 nha. 950k. Samsung A01 thay vỏ sao rồi nha anh em. Thay vỏ sao như mới nha. Đẹp len keng xà beng nha. Lưng đã kính đã dán cái lực cho anh em rồi. Đó. Tất cả các máy bán ra thì mình đều có dán kính đẹp cho anh em hết nha. Đó. Con này RAM 216 ha. Màn hình 5.7 và pin 3000 nha. Máy khá là đẹp, 1.4 triệu nha anh em. A10, Samsung A10 luôn, lưng sao thay mới luôn anh em. Màn hình 6.2, RAM 232, pin 3400. Đó, máy thì đẹp keng như này. Kính đại dán lực rồi, đẹp nha, full chức năng. A10 thì cũng RAM 216 thôi, màn nó to nha, màn 62 và xài rất là mượt cho anh em, 1450 nha. 1450. Tiếp theo cho anh em clip là con Samsung A11. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.5, pin 4000, con này lưng sau thay mới. Kính đại dán lực cho anh em rồi. Con này nó sẽ xước là mình thay liền. Xước quá thì anh em đừng chê. Hôm nay để anh em giá 1950. 1950. Samsung A02S. Máy nguyên zin. Kính camera đẹp nha, lưng sau đẹp. Màn dán cái lực cho anh em rồi. Đó. RAM 3 bộ nhớ 32GB, chức năng full cho anh em. Wi-Fi các kiểu mạnh nha. 2.2 triệu nha anh em. Samsung Oppo A5 bản nội địa nha. Lưng sau xước nhẹ nha anh em. Kính đẹp nha. Con này RAM 464 nha anh em, màn hình 6.2 và pin 4230. Máy thì bao đẹp, màn ring. Lưng sáng đẹp, màn sáng đẹp. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Oppo A5 để anh em giá 2.1 triệu nha. Vivo Y21S màn hình 6.51, RAM 628, pin 5000. Máy len keng luôn, nguyên ring, đẹp tầm 98 trên. Kính đẹp nha, còn guarantee nha. Anh em mua thì mình sẽ lột dán lại cho anh em màn một cái màn cường lực mới đẹp hơn cho anh em. Đấy. Chức năng full chức năng, màn sáng đẹp. Máy nguyên ring một cây ha, giá 3.4 triệu. Samsung A20S, con này thì lưng sau mình đã thay mới. Đó, cái nào thay thì mình nói thay cho anh em, cái nào ring thì để im ring cho anh em. Lưng nào 66 thì mình sẽ thay mới cho anh em, mà máy đẹp nguyên ring luôn. Màn ring cho anh em luôn. Thay mọi cái nắp sau cho anh em nha. Máy đẹp ha, RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình 6.5 và pin con này thì 4000 ha. A Galaxy A20s. Màn sáng đẹp nha. A20s nha anh em, Samsung. Con này để anh em giá 2.1 triệu nha. A21s nguyên ring luôn, lưng sau đẹp luôn. Kính đại giác lực cho anh em rồi, màn hình 6.5 ha, RAM 332, pin 5000 luôn. Con này thì giá ra đi cho anh em là 2.7 triệu nha, sườn xuất nhẹ nha anh em. Lưng sau đẹp ha. Mọi chức năng anh em mình nguyên. Bao ngon, xài con này là bao mượt mà. Tất cả các máy bán ra bên mình đều có bao đổi trả cho anh em tuần đầu tiên ha. Lỗi là đổi ra không lăn tăn gì hết nha. Realme 3, màn hình 6.5, RAM 3, bộ nhớ 64, pin 5000. Kính camera xước nhẹ. Lưng sau thay cái nắp mới rồi anh em, đẹp nha. Kính đại dán lực, đẹp không tì vết luôn. Realme 5, sorry anh em, con là Realme 5, RAM 364. Chức năng full. RAM 3 của số 4G, giá 1950 thôi. 1950 thôi anh em. Tiếp tục Realme 5i, màn hình 6.5,
RAM 464 pin 5000. Mọi chức năng đều là nguyên hết nha. Con này lưng đẹp, kính đẹp nha. Realme 5i nè. 2350 anh em. 2350. Nova 3i. Một con Huawei. Máy nguyên zin, lưng đẹp, kính đẹp. Con này màn hình 6.3, RAM 428, pin 3340. Máy đẹp. Kính đẹp, lưng đẹp. Chức năng full nha, RAM 428GB giá 2.2 triệu. Một con Redmi 9T, con này của Xiaomi nha anh em. Xiaomi, con này lưng sau thì có sức sức nhẹ nè, máy nguyên zin nha, có ốp lưng đen kèm theo cho anh em luôn. RAM 628, màn hình 6.53, pin 6000 nha. Kính cũng còn khá đẹp nha, xuất sắc lắm mèo, vài cộng nhẹ, không đáng kể nha. Đó, cho anh em coi này, kính nè. Kính không xước luôn, nhưng mà nói là hơi quá. Một hai cộng mèo cực nhẹ luôn, RAM 628GB. 3.1 triệu nha anh em. A55 Oppo nguyên zin, lưng sau nhâm do sạp lưng. RAM 464, màn hình 6.5 inch và pin con này 5000 nha. Đẹp. Sườn đẹp nha anh em. Kính đẹp nha, đại giá có lực cho anh em rồi. Con này là Oppo A55, mẫu mới ra. 3.2 triệu. Samsung A32 nguyên zin, màu đen, lưng sau xước nhẹ. Kính đẹp keng, đại giá có lực cho anh em rồi, RAM 628, màn hình 6.5 inch và pin con này 5000. Máy móc đẹp nhưng mà pin 5000 nha anh em. Samsung A32. Anh em cứ tham khảo nha. Đó, chức năng full nha anh em. 4.1 triệu nha anh em. Một con VinSmart Joy 4, máy nguyên zin, lưng sau xước nhẹ. Sườn viền có xước sát nhẹ nha anh em. Con này RAM 3, bộ nhớ 64, màn hình 6.53, pin 5000, kính đại giá năng lực cho anh em rồi nha. Con này RAM 364. Mọi chức năng đều full zin. 1950 nha anh em. Oppo A93 nguyên zin, màn AMOLED, lưng đẹp, kính đẹp, đẹp, đánh giá tầm 9800 tầm mấy. RAM con này 8, bộ nhớ 128, màn hình 6.43, pin 4000. Sườn viền đẹp nha. Lưng sau thì xuất sắc nhẹ lắm. Nói chung là máy còn nguyên zin và đẹp. Tổng thể máy tầm 98% cho ông dưới. A93. 3650 anh em. Samsung A71 máy zin đẹp nguyên một cây luôn. Con này đánh giá tầm 97%, 98. Màn hình 6.7 nha, RAM 828, pin 4.5 nha anh em. Kính đại giá năng lực cho anh em rồi, đẹp nha. A71, màn đẹp, sáng đẹp. Máy rất là ok, không có điểm chê anh em. A71 RAM 8 128GB, con này 4.8 triệu anh em. A51 Samsung luôn, riêng nguyên một cây luôn, đẹp tầm 9798 luôn. Con này RAM 628, màn hình thì 6.4 inch và pin con này là 4000 nha. Mọi chức năng đều ok cho anh em nha. Máy mới gần hết pin anh em, còn 5% pin nên nó tối màn hình lại, mở sáng anh cho anh em xem. Thì anh em 51 ha, 3.5 triệu nha anh em. Tiếp tục là một con Samsung A6 Lút anh em, con này lưng sau thay mới như ring luôn, màn đẹp ring nha, màn này không có xuất sắc gì anh em, đẹp keng luôn. Mọi chức năng full, RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình con này 6 inch và pin 3500 nha. A6 Lút nói chung là tính là như ring rồi. Đó, màn đúng của nó luôn, giá 2.4 triệu. Tiếp tục một con Mi 10T Lite nguyên zin, đánh giá đẹp len keng, trên 98, cận 99 nha anh em. Màn hình 6.67, RAM 628, pin 4800 nha. Máy cực đẹp. Chức năng full zin, Mi 10T Lite, máy quá đẹp luôn. 4.5 triệu nha anh em. Mi 11 Lite 5G, máy như mới, là anh em tự hiểu nha, nguyên zin như mới nha. Màn hình 6.5 inch, RAM 828, pin 4250. Máy màu LED đẹp cực luôn, pin 4000 mấy thì cũng cực trâu so với cái màn hình AMOLED như thế này.
Máy nói chung không có điểm chơi nha, giá 5 triệu rưỡi nha anh em. Camera cực đẹp luôn, giá 5 triệu rưỡi, đẹp keng sà beng như mới. Và mình hôm nay mình có một con Realme C17 nguyên zin full box. Con này thì đẹp gần như là mới rồi, tự nó full box luôn nè. Khách mua bán lại, anh em mua thì lầu một khúc luôn, cắp sạc còn nguyên. Máy thì như mới luôn, chỉ có cái sườn là mình thấy nó mốc nhẹ tí thôi. Còn kính lưng sườn viền như mới nha. Con này RAM 6/128 nha anh em, RAM 6/128 nha. Cho anh em coi cấu hình máy nha, Realme C17 màn hình 6.5 inch và RAM 6/128 GB, khá là trâu con này. 3.9 triệu thôi anh em, con này 3.9 triệu nha, một cây duy nhất, anh em cần alo cho mình nha, máy đẹp như mới nha, 3.9 triệu. Rồi clip này xin tạm dừng ở đây, thân ái chào cả nhà nha, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ mình nha, hẹn anh em clip ngày mai.